Gordon. Crossing by on Darius. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 5 tháng 4, 2014. Trà My kính chào quý vị. Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định từ trần, dân biểu Mỹ yêu cầu đại sứ Shia bảo vệ chức sắc tôn giáo Việt Nam. Hoa Kỳ ngày càng quan ngại về tranh chấp Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng từ trần 2 tuần sau khi nhận được lệnh đặc xá từ Chủ tịch nước Việt Nam cho bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư. Cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định lãnh án tù năm 2012 vì các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam và bày tỏ các quan ngại về an ninh cũng như tác hại môi trường đối với dự án khai thác bauxit Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Hôm 21 tháng 3, ông Định chính thức được trả tự do vì tình trạng nguy kịch của căn bệnh ung thư dạ dày mà ông cho biết đã phát hiện rất sớm, nhưng trại giam không cho chữa trị, cho tới khi bệnh trầm trọng. Gia đình ông Định cho biết cựu giảng viên môn hóa của trường trung học Lê Quý Đôn, Đắk Nông, qua đời tối ngày 3 tháng 4 tại tư gia, hưởng dương 50 tuổi. Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định. Cái lời nhắn gửi của bố em được truyền tải từ khi bố em còn tỉnh đó. Bố nói là căm thù chế độ này, nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Nhưng mà bố em lại dạy chúng em như thế này, người ta đối xử với mình bằng lòng căm thù thì các con không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con phải đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi. Thế rồi bố bảo là nếu mà bố chết đi, bố muốn được hỏa táng, thả xuống sông Sài Gòn. Bố muốn đi chiêu du khắp đất nước để hồn bố lúc nào cũng ở quanh đất nước. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 với chúng tôi sau khi rời trại giam, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Con gái ông Định bức xúc. Bố em là một ví dụ điển hình của cái tình trạng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Nếu như ông được chạy chữa đúng mực, không phải làm chữa trị một cách câu giờ hay là chữa trị theo kiểu cho có, thì chắc chắn là ông không phải ra đi như thế này đâu. Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công và cho rằng việc phóng thích ông không nhân đạo hay khoan hồng như nhà nước Việt Nam tuyên bố. Không khoan hồng, không biết nhân đạo gì. Những người quan tâm thì hãy quan tâm tới cái phương diện chung, đó là cái cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn những cá nhân tôi thì cũng không còn gì phải quan tâm nữa. Ông Định được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2 năm nay sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định. Liên đoàn quốc tế nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu mới tháng rồi công bố thống kê cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị, với ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Hà Nội lâu nay vẫn tuyên bố ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa gửi thư cho đại sứ David Shear tại Hà Nội yêu cầu để ý tới sự an nguy của hai chức sắc tôn giáo vừa điều trần về tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantus thuộc Quốc hội Mỹ. Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Đạo Cao Đài hôm 26 tháng 3 qua một video thu trước trình bày thực trạng các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam bị sách nhiễu và bị bức hại. Trong thư đề ngày 2 tháng 4 gửi đại sứ Shear, chủ tịch Ủy hội Tom Lantus cũng là chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Frank Wolf nói, ông cảm phục hai chức sắc tôn giáo đã can đảm phơi bày tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dân biểu Wolf kêu gọi đại sứ Mỹ ở Hà Nội có hành động bảo vệ sự an toàn cho hai nhân chứng cũng như tổ chức các buổi gặp gỡ trao đổi với họ để thảo luận về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ thăng tiến nhân quyền tại các nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Năm 2012, chính dân biểu Frank Wolf, một tiếng nói trong Hạ viện Hoa Kỳ mạnh mẽ bênh vực nhân quyền, đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi chức đại sứ David Shear vì cho rằng vị sứ giả này đã thất bại trong việc cổ suý các giá trị biểu tượng của Hoa Kỳ, tức cổ võ cho nhân quyền ở Việt Nam.
Thủ tướng Malaysia bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Việt Nam trong những ngày đầu tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 4 tháng 4, ông Najib Razak nói ông cảm kích trước việc Việt Nam huy động tài lực, nhân lực và chia sẻ thông tin liên quan tới phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích từ ngày 8 tháng 3. Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh nước ông sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất liên lạc khi đang trên đường tiến vào không phận Việt Nam, chở theo 239 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn, hướng tới Bắc Kinh. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam lần này, nhà lãnh đạo Malaysia đã ký một thỏa thuận về nông nghiệp với Việt Nam và thảo luận các vấn đề thương mại đầu tư tại khu vực Biển Đông, nơi mà cả hai nước đang có tranh chấp chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 4 tuyên bố Washington ngày càng quan ngại về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và thúc giục các bên chớ nên dùng võ lực để theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình. Phát biểu trước báo giới kết thúc cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel không cụ thể nêu tên Trung Quốc trong lời khuyến cáo, nhưng người ta tin rằng ông đang gửi một thông điệp tới Bắc Kinh. Ông Hagel kêu gọi các nước minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực. Bộ trưởng Hagel nói quyền của các nước phải được tôn trọng và quan trọng là các bên nên tránh đe dọa, uy hiếp hay áp bức trong cuộc tranh chấp. Ông cũng nhắc lại chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, không nhắm mục tiêu hoặc ngăn cản Trung Quốc, và rằng Hoa Kỳ xem Trung Quốc là bạn chứ không phải kẻ thù, bất chấp những bất đồng tồn tại giữa đôi bên. Tại Thượng đỉnh Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần này, các đề tài thảo luận chính xoay quanh vấn đề hỗ trợ nhân đạo và đáp ứng thiên tai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến cuối tháng này sẽ tới thăm Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc rót thêm nhiều nguồn lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà điều tra đang tìm lời giải đáp cho vụ nổ súng giết chết 3 người và gây thương tích cho 16 người tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas, Hoa Kỳ, trước khi quân nhân bị tình nghi, tự sát. Trung tướng Mark Milley, chỉ huy căn cứ Fort Hood ngày 3 tháng 4 cho biết, người đàn ông võ trang có dính dáng tới một vụ gây gỗ trước khi nổ súng. Người nổ súng được xác định danh tính là Ivan Lopez, 34 tuổi. Được biết, quá trình bệnh lý của Ivan Lopez cho thấy có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay tâm thần, có thể là nguyên nhân sâu xa đưa tới vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà điều tra không loại trừ bất cứ nguyên do nào khác. Bệnh viện ở Texas cho hay 3 trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và 2 người được phẫu thuật thêm. 4 người đã được xuất viện. Giới chức Afghanistan cho hay một cảnh sát đã nổ súng bắn 2 nữ ký giả nước ngoài hôm 4 tháng 4, là một người bị thương và một người thiệt mạng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan. Ký giả thiệt mạng là nhiếp ảnh gia người Đức từng đoạt nhiều giải thưởng và đang làm việc cho hãng tin AP. Còn ký giả người Canada cũng làm việc cho hãng tin AP, đang trong tình trạng ổn định sau khi bị thương 2 lần. Hãng tin AP cho hay hai nữ ký giả lúc đó đang đi cùng một đoàn xe của nhân viên bầu cử đi phân phát phiếu bầu từ trung tâm thành phố Khost tới các vùng ngoại ô thì bị tấn công. Nhà chức trách nói viên cảnh sát nổ súng đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc. Đây là vụ tấn công gây tử vong thứ 3 nhắm vào nhà báo trong 3 tuần qua, giữa lúc bạo lực gia tăng trong khoảng thời gian dẫn tới những cuộc bầu cử địa phương vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã dỡ bỏ lệnh cấm trang mạng xã hội Twitter. Quyết định hôm 3 tháng 4 của chính phủ được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng lệnh cấm vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh cấm 2 tuần trước sau khi Twitter lưu truyền một đoạn ghi âm cho thấy Thủ tướng và con trai ông có dính dáng tới tham nhũng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện cũng đang cấm truy cập website chia sẻ video YouTube sau khi một đoạn ghi âm các quan chức hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về kế hoạch can thiệp quân sự khả dĩ ở Syria bị rò rỉ. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Tầng ngầm nước Ogallala là nguồn tài nguyên nước ngầm lớn nằm bên dưới một phần của 7 tiểu bang thuộc vùng Trung Tây của Mỹ. Tầng ngầm nước được dùng để cung cấp nước ngọt cho người dân
và để tưới tiêu hoa màu trong khu vực. Nhưng tiếp tục sử dụng nguồn nước này cho ngành nông nghiệp, rồi đây có thể làm cạn kiệt tầng ngầm nước, theo một nghiên cứu của Đại học bang Kansas. Trong tường trình sau đây, những nông dân bang Kansas đang nỗ lực bảo tồn nguồn nước cho các thế hệ tương lai. Mời quý vị cùng theo dõi. Trang trại của anh Michel Boron bên ngoài thị trấn Hoxie, Kansas, nằm giữa vùng nông thôn hẻo lánh. Có mình chúng tôi ở đây, không đông dân lắm. Và cũng không có nhiều mưa, vì hạn hán kéo dài. Nông dân Tây Kansas chúng tôi lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng nghĩ rồi sẽ đỡ hơn. Anh Boron canh tác đất đã qua tới đời thứ tư trong gia đình. Cha anh sinh ra trong thời kỳ gọi là Dust Bowl vào những năm 1930, khi mà đất nông nghiệp trở nên khô cằn, hóa bụi và khiến nông dân bỏ xứ ra đi. Tình hình bây giờ cũng gần như hồi đó vậy. Nhưng điều khác biệt hiện nay so với thời kỳ Dust Bowl ở trang trại Bowman là có tầng ngầm nước Ogallala. Giữa cánh đồng lúa mì của anh là một máy bơm công nghiệp, bơm nước từ giếng khoan xuống tầng ngầm nước khổng lồ dưới lòng đất. Nước được bơm lên một hệ thống trục trên mặt đất và từ từ di chuyển theo đường tròn bên trên hoa màu. Bộ môn nói đây là một sự cải tiến lớn so với hệ thống đường ống dẫn được dùng để tưới ngập đất canh tác. 10 năm trước, có thể chúng tôi bơm trung bình 700-800 gallon nước giếng mỗi phút. Hiện nay, vào năm 2014, có lẽ trung bình là 400. Bowman tự hào về những con số đó. Anh hiểu rõ rằng sự cạn kiệt tầng ngầm nước Ogallala cuối cùng có thể khiến gia đình anh bỏ đất ra đi. Tôi bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của nước khi tôi nhận ra rằng mấy đứa con trai tôi và con những người khác muốn quay trở lại những thị trấn nhỏ này. Để tiếp tục đưa dân về những cộng đồng nhỏ này, chúng tôi phải có nước. Tôi nghĩ vấn đề này khơi lên tình cảm ở bất cứ ai làm trong nghề quản lý nước. Nước là mọi thứ đối với chúng tôi. Nếu không có nước, chúng tôi không thể tồn tại. Bà Catherine Wilkinwell là trưởng ban quản lý nước ngầm Tây Bắc Kansas, khu vực 4. Có 5 khu vực như vậy tại bang Kansas được hội đồng địa phương điều hành, trong đó có những nông dân như Bowman. Các khu vực làm việc với nông dân về cách hạn chế sử dụng nước tổng thể. Họ đang nghiên cứu một công nghệ cho phép hệ thống trục trung tâm di chuyển vòng quanh cánh đồng và sẽ tăng hoặc giảm sử dụng nước khi nhận thông tin qua máy tính từ những thiết bị đo độ ẩm trên mặt đất. Những thiết bị đo độ ẩm cho đầu phun nước biết khi nào mở và tắt để tưới nước xuống rễ càng nhanh càng tốt. Luôn luôn lạc quan, anh Bowman tin tưởng vào tương lai trang trại của mình nhờ hoạch định hoa màu và bảo tồn nước tốt. Rồi trời sẽ mưa thôi. Và điều chúng tôi hy vọng là chúng tôi có đúng lượng phân bón, đúng loại hoa màu để sử dụng nước vào lúc đó. Cha tôi đã trải qua rồi, ông tôi cũng trải qua rồi, bây giờ thì tới chúng tôi. Anh hy vọng những nỗ lực của mình sẽ đảm bảo duy trì tầng ngầm nước Ogallala, nguồn nước mà một ngày nào đó, một trong những đứa con của anh có thể và sẽ phụ thuộc vào. Các chương trình radio, video của đài VOA trên voa.tiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho chúng tôi, xin gửi về địa chỉ voa.bạnlambao@gmail.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giờ này đầu tuần tới.